Tiền Giang phát hiện, xử lý 03 vụ buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng. Vào các ngày 13 tháng 4 và 18 tháng 4 năm 2022, đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Tây tổ chức kiểm tra tại 3 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện này. Qua kiểm tra, tại các cơ sở đều đảm bảo điều kiện kinh doanh, hàng hóa có ghi nhãn theo quy định. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 08 mẫu phân bón gửi kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả, có 3 mẫu phân bón không đạt chất lượng. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, ngày 27 tháng 5 năm 2022, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cá nhân là chủ các cơ sở kinh doanh về hành vi buôn bán phân bón có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng số tiền xử phạt gần 30 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 30 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh phân bón, lấy 24 mẫu phân bón gửi kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả, có 10 mẫu không đạt với 5 mẫu là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng và 05 mẫu không đảm bảo chất lượng đã xử lý, thu phạt gần 440 triệu đồng. Qua đó, góp phần bình ổn thị trường, hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang phát động, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường.